tiếng yêu thương. Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời, không còn thấy một người hơi thở ru đời như gió ru mây. Hôm nay thức dậy không còn thấy ai, bạn bè giờ đã xa vắng tiếng cười. Hôm nay thức dậy không còn thấy người trên quê hương này. Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời, nhưng mình mới vào đời tay mẹ đâu rồi đôi chấm xuống ngoài. Đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi. Vì em đôi môi lửa cháy, ngủ đi em, đi không còn người. Ngủ đi em, tay xanh ngàn. Người đã đến và người đã vắng, em hãy ngủ đi. Ngoài phố kia loài người đã về, em hãy ngủ đi. Ngoài phố kia loài người đã về, em hãy. Nhiều lứa tuổi, nhiều chủ đề và mỗi lứa tuổi sẽ cảm nhận nhạc Trịnh khác nhau. Và có một điều rất hay của nhạc Trịnh đó là theo năm tháng và theo những trải nghiệm cuộc đời mà mình nhìn ra những bài hát ngày càng hay hơn trong tâm hồn mình và trong đôi mắt của mình. Có những bài trước đây mình chưa cảm nhận được nhưng bây giờ mình lại thấy vô cùng yêu thích. Có những bài mình chỉ hiểu được với cái góc độ là tình ca, nhưng sau này mình phải biết rằng đó là một bài nói về thân phận của một con người trong kiếp nhân sinh.
Thì trong hôm nay thì Tấn Sơn xin gửi đến tất cả quý vị hiện diện ở đây một cái bài hát mà trước giờ Tấn Sơn cũng chưa hát ở đám đông. Nhưng đó là một cái bài hát nói lên hình tượng của mặt trời, đó là chứng nhân của kiếp trần gian, từ sáng lúc mình thức dậy cho tới buổi tối mình ngủ, và mình luôn luôn thấy...